Nó có một cái điểm mà phải bà con có lưu ý, đó là giảng kinh tạng là phải giảng bằng chú giải, chứ không thể giảng bằng cái tư kiến riêng, nghĩa là mình ngồi mình nghĩ ra làm sao mình giảng vậy. Như bài kinh này, bài kinh này nếu mà không có chú giải mà mình giảng bằng từ điển Hán Việt á, nghĩa là mình tra ra để kêu thức là gì, tâm là gì, đó là chết. Cho nên là bài kinh này á, là nội dung rất là sâu, và tôi đã cố ý chọn lọc bài kinh này đưa vào trong cái bộ Kalama. Và bài kinh này nó sâu và nó rộng đến mức mà chỉ riêng cái câu vấn đáp đầu tiên của hai vị trong bài kinh này này cũng đủ để làm một bài pháp thoại cho một ngày. Và cái câu vấn đáp, hai câu vấn đáp này chẳng những đủ cho pháp thoại một ngày mà nó còn là toàn bộ nội dung của kinh điển. Đây chính là lý do vì sao mà hôm nay chúng ta chỉ học có một câu vấn đáp trong vô số câu vấn đáp của bài kinh này. Thì cái duyên sự của bài kinh này là một ngày kia, ngày Maha Kopchika, ngày gặp ngày Xá Lợi Phất, và cả hai đều là hai vị La Hán đại đệ tử. Ngày đại đệ tử Đức Phật, ngày Xá Lợi Phất là đệ nhất về trí tuệ, còn ngày Maha Kopchika là đệ nhất về vô ngại trí. Thì cả hai vị đều là theo như chú giải sắp sắp á, sắp xếp á, thì có mấy chục vị, có mấy chục vị đứng bên phía hàng ngũ gọi là tuệ căn, và mấy chục vị đứng bên hàng ngũ gọi là định căn. Bởi vì là cái tôn chỉ, cái nội dung, cái cốt lõi của chư Phật á, chính là giới định tuệ. Thì chư Phật là có tất cả, nhưng mà đệ tử á, thì mỗi vị có một cái biệt hạnh tiêu biểu cho một cái điểm xuất sắc nào đó trong giáo lý. Thí dụ như giới định tuệ chẳng hạn, thì giới, cái vị tiêu biểu cho giới ở đây là gì trong đệ tử Đức Phật ấy? Thì ai cũng nói là ngài Upali. Không, Upali là luật 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 thì nghĩa là quy định. Tỳ kheo có 227, tỳ kheo ni có 311, sa di có 105, cư sĩ có 10, có 8 hoặc 5, đó gọi là luật. Còn cái tinh thần giới học đó thì sâu lắm. Ngày hôm qua trong bài giảng ngày hôm qua tôi có nói sơ qua thôi. Luật đôi khi mình không phạm thì được gọi là giữ luật, nhưng mà giới là lại khác. Cái gì bậy trong tam nghiệp thân khẩu ý mình tránh thì cái đó mới gọi là giới. Còn luật có nghĩa là mình làm sao mình không phạm mà thôi. Thí dụ như thời Đức Phật không có phone, không có iPad, không có internet, cho nên trong luật đâu có nhắc gì tới ba cái đó đâu. Cho nên ông sư bây giờ chỉ cần đắp y, cạo đầu, tắm rửa sạch sẽ, gặp Phật tử ăn nói dễ thương, xong Phật tử đi về hết là trung còn ngồi lấy tay quẹt quẹt, cũng gọi là giới luật trong sạch đấy, cái đâu có phạm gì đâu. Nhưng mà cái đó nói về giới là sai, tu mà nói về giới mà tu cái đó là sai, nhưng mà nói về luật á, thì tu cái đâu có phạm gì đâu. Thấy khác chưa? Cho nên ngài Upali là đệ nhất về luật, có nghĩa là ngài chuyên về luật, tất cả những cái điều mà Đức Phật ngài cấm chế, ngài ban hành, những gì ngài cho phép, những gì ngài không cho phép, thì ngài Upali ngài là tỏ tường, và ngài cũng là cái người mà coi như là mở đầu duyên sự để Đức Thế Tôn, ngài hỏi Đức Thế Tôn rất là nhiều chuyện để Thế Tôn là cấm chế các học giới. Ngài Upali đệ nhất về luật, nhưng mà nói về tiêu biểu cho cái giới đó là ngài Ca Diếp đại. Cho nên ngài Ca Diếp với ngài có ba cái ngoại hiệu. Thứ nhất là đệ nhất đầu đà, cái ngoại hiệu thứ hai đó là tiêu biểu cho giới học, cái ngoại hiệu thứ ba đó là đệ tam tinh văn, có nghĩa là đệ nhất tinh văn là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhị là ngài A Nan, ngài Mục Kiền Liên, mà đệ tam tinh văn tiếng Pali gọi là Tathagata Savaka, rồi chỉ cho ngài Ca Diếp, ngài là tiêu biểu cho giới học. Còn các vị khác ví dụ như là đây là ba cái nền. Còn những người vị khác ví dụ như ngài A Nan trong chú giải kinh này nè, kể rõ ngài A Nan, ngài Puna, ngài Mahakosika, ngài Kumarakaspa, thì những vị này là đệ nhất này, đệ nhất pháp sư, đệ nhất đa văn, đệ nhất vô ngại giả, thì đều xếp chung vào cái gọi là cái nhóm tiêu biểu cho tuệ học. Còn ngài Mục Kiền Liên là đệ nhất, là tiêu biểu cho định học. Thì trong cái nhóm của ngài đó thì gồm có đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất túc mạng minh, đệ nhất
mà tà quả giới tam muội bla 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 để nhắc ý quá thông, là những cái vị đó nằm trong cái nhóm gọi là tiêu biểu cho định học. Đấy. Còn những vị như phấn tảo y rồi đó, đệ nhất phấn tảo rồi đó, còn những cái vị đệ nhất đầu đà đó thì nằm bên cái nhóm gọi là đệ nhất về giới học nha, nhớ nha. Thì như vậy thì ngài Maha Kaushika cá là đệ nhất về vô ngại giải, như vậy là ngài nằm ở trong cái nhóm gọi là tiêu biểu cho tuệ học. Đấy. Thì ở trong chú giải nó rất rõ là có bốn cách để mà đặt câu hỏi. Cách một là hỏi để mà tìm câu trả lời cho một cái thắc mắc nào đó của mình, đó là cách hỏi một. Cách hỏi thứ hai là hỏi để làm sáng tỏ cái điều mà mình đã biết. Cách hỏi thứ ba đó hỏi để tự trả lời. Đó. Đó. Cách hỏi thứ tư đó là có tất cả là bốn cách hỏi ha, thì là hỏi để mà tự trả lời, hoặc là hỏi để mà nêu rõ cái ý của mình, ví dụ như là này các vị kheo thế nào là năm uẩn, cái ngày trả lời luôn. Thế là năm uẩn là đó. Còn hoặc là có cái cách hỏi để mà làm sáng tỏ vấn đề, hoặc là có cách hỏi để mà sáng tỏ vấn đề, nghĩa là vấn đề đã biết rồi hỏi thêm cho biết rõ hơn. Ở đây có nhiều cách hỏi như vậy. Cách rồi cách hỏi để mà cái có cái cách gọi là án đúng bạch tí, cái ra rồi cách hỏi thì hỏi không phải là do thắc mắc, mà hỏi để mở đầu cho một cái duyên sự trình bày vấn đề gì đó. Thì cái đó cũng là một cách hỏi, tổng cộng là bốn cách. Thì hôm nay ngài Maha Kaushika ngài đến hỏi ngài Sa-la-phất, cả hai vị đều biết trước. Ngài Sa-la-phất ngài biết trước là ngài ngài Maha Kaushika sẽ hỏi cái gì, và ngài mà Kaushika ngài đến hỏi để soi tỏ cái điều mà ngài đã biết. Bởi vì sao? Vì vừa để nghe lại cái điều mình đã biết, mà cũng vừa để học hỏi một cái vị sư huynh mà được Đức Phật ngài tán thán là đệ nhất về trí tuệ, đệ nhất thông tuệ, không chứ không phải là ngài hỏi mù, hỏi cái kiểu mà mù tịt không biết gì không phải nha. Rồi mình, nếu gì nếu mà các vị không biết cái điều này, các vị ngạc nhiên, các vị thấy ổn ngày ngày mai có chữ cá mà hỏi những câu này chắc là ngài dễ ngài mù tịt nô no. Ngài biết hết, nhưng mà khi mình gặp vị sư huynh như ngài Sa-la Phất thì ngài rất là thèm nghe, thèm lắm, thèm lắm. Cũng giống như mình là người chơi đồ cổ, mình gặp cái người mà hơn mình, đồ nhiều hơn mình, kiến thức nhiều hơn mình muốn gặp lắm. Không phải là mình mù tịt, đúng phải, nhưng mà mình muốn trau dồi thêm. Này. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà hai vị này hỏi nhau đó là thế nào là trí tuệ. Mà trước khi đi vào câu trả lời đó, thì tôi cũng phải mở ngoặc nói một chuyện nhỏ. Đó là trong kinh ghi rất rõ những cái bậc hiền thánh nói riêng và cái người tu hành nói chung, chỗ đó có cả phàm nữa, nếu mà tu hành rốt ráo hoặc là bản thân đó là thánh nhân đó, thì người ta gặp nhau đó, người ta không có thích nói chuyện tào lao, người ta chỉ riêng cái chuyện mà theo dõi hơi thở của mình thôi, theo dõi cái hoạt động của thân tâm thôi, ngồi biết ngồi, đau biết đau, nhức biết nhức, lạnh biết lạnh, nóng biết nóng, nực biết nực, mát biết là mát, chỉ chừng đó thôi là người ta đã hết thời gian rồi. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, mình không học giáo lý, tôi nhấn mạnh 1 triệu lần, 1 tỷ lần không học giáo lý, không, mình không học giáo lý. Thì mình nghe ba chó ba nhát, mình thấy cái chuyện mà chánh niệm rồi cái chuyện mà tu tập hơi thở sống hạnh tri túc, mình thấy đó là những công phu cao quý thiêng liêng và mình phải ra sức nỗ lực. Nghe nghe rõ 4 chữ này nha, cao quý thiêng liêng, cho nên là mình phải ra sức nỗ lực. Nhưng mà riêng đối với cái người mà thật sự là hiểu, đã hiểu đạo hiểu pháp, thật sự là có cái nhu cầu giải thoát, thì những cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện mà để ra sức nỗ lực, mà nó là cái niềm vui, nó là cái niềm vui. Đấy. Như mình đa dục đồ nhiều mình thích, nhưng mà cái người ly dục họ được ở cái chỗ trống không có gì họ thích, họ là thích cái chỗ mà không có gì hết. Mình đa dục với mình thích có những quan hệ với học trò đệ tử sư phụ thầy bạn, nhưng mà cái người ly dục họ thấy chỉ cần có người thứ hai là thấy mệt, thấy mệt. Đấy. Ví dụ như vậy. Và đối với người 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 đa dục, có chuyện để nói, có chuyện tào lao để suy nghĩ, để trao đổi là hạnh phúc. Nhưng với cái người ly dục ấy, thì phải mở miệng là một cực hình, phải mở miệng là một cực hình, bởi vì không có gì sướng cho bằng, phải xài chữ sướng cho bằng ngồi yên lại làm bạn với hơi thở của mình,
các vị thắc mắc cái chữ bạn này ở đâu ra, chữ này của ngã nan, cái chữ này của tôi nha. Ngã nan khi mà Phật tịch rồi thì đương nhiên lúc ngày sau phát trụ kiền liên không còn nữa, thì ngã nan ngài có nói với đệ tử thế này: đức bổn sư đã không còn nữa, các sư huynh cao đồ cũng đã ra đi, bạn bè ta nay chỉ còn lại hơi thở, chỉ còn lại thân hành niệm. Nhớ cái đó, ngã nan nói như vậy. Có nghĩa là cái sung sướng nhất của người cầu giải thoát là được ngồi yên, làm bạn với hơi thở của mình, chơi với cái hơi thở của mình, nhìn nó ra nhìn nó vào trong một sự tỉnh thức triệt để, đó là sung sướng. Còn khi phải mở miệng đấy, một là vì lòng từ bi độ sinh, hai là trao dồi trí tuệ, ba là để giải nghi hoặc là để soi tỏ điều đã biết, chứ họ không có cái nhu cầu nói năng để mà tìm vui, để tìm vui, tìm vui không có, bởi vì bản thân họ sống tỉnh thức với chánh niệm là đã đủ rồi nha, đủ rồi. Thì ở đây ngày mà có chơi cá, ngày gặp này sẽ rất giống như là mình chơi đồ cổ mà mình gặp cái tay cổ sư nữa mình mê lắm. Thì cái câu đầu tiên ngày hỏi ngày sẽ rất phát trí tuệ là gì, mình không có nghe giải thích duyên sự mình nghĩ chắc ngài giải no, ngài muốn coi sư huynh của ngài nói gì về trí tuệ. Hỏi ngài sư huynh, vị sư huynh mình là một vị đệ nhất về trí tuệ, bây giờ mình hỏi ngay chắc cái vị đó trí tuệ là gì, thì ngài Xá Lợi Phất ngài trả lời một câu mà tôi theo cái nhận thức của tôi thì khó bề mà hay hơn, khó tôi không dám nói là không, tôi đâu có biết có câu nào hay hơn, tôi đâu có biết, nhưng mà trong nhận thức của tôi thì khó có câu nào hay hơn. Ngài nói rằng đó là cái khả năng hiểu biết về bốn đề, đó chính là trí tuệ. Vậy có nghĩa là sao? Tất cả những cái biết của chúng ta về xã hội hay là về khoa học, những cái biết là chung chung lan man, hay là cái biết chuyên môn về bất cứ một lãnh vực, một địa hạt, một chuyên đề nào, văn hóa, nghệ thuật, chính trị, tôn giáo, khoa học, tất cả những cái biết đó nó đều có một giá trị rất là tương đối. Nó có giá trị ở thời gian này nhưng không có giá trị ở thời điểm khác. Nó có giá trị ở không gian này nhưng nó không có giá trị ở một cái nơi chốn khác. Yeah, thời điểm này nó vậy nhưng thời điểm khác nó không cần thiết hoặc nó không còn đúng nữa. Nhưng mà rồi thứ hai, tất cả cái biết của mình nó chỉ có cái giá trị để mà vun bồi cuộc sống sinh tử của mình thôi. Này, ví dụ như bây giờ mình là kỹ sư máy móc cầu đường, kỹ sư nông lâm, là mình là bác sĩ dược sĩ, mình là luật sư, là thẩm phán, mình là võ sư, là chuyên gia thể dục thẩm mỹ, giải phẫu thẩm mỹ, bất cứ cái lĩnh vực nào đi nữa, họa sĩ, nhạc sĩ gì đi nữa, thì những cái biết đó nó chỉ tô nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, là nó chỉ tô đắp, nó vung sới cho cái đời sống sinh tử của mình thôi. Và cái biết đó, những cái biết đó đó, mình vốn dĩ đã có, đã biết qua từ vô lượng kiếp trong quá khứ, để làm sao biết cho nhiều rồi cuối cùng thì cũng tiếp tục trầm lưng, tiếp tục làm trời người muôn thú, chim cá cò bò bay máy cửa cứ như vậy lăn trôi. Cái cơ hội mà để làm chư thiên nó cực hiếm, nói gì là phạm thiên. Đa phần cái cuộc sinh tử của mình ấy là chỉ làm cái loài động vật vô tri thì nhiều. Các vị chắc ngạc nhiên là sao động vật mà có cái chữ vô tri. Ví dụ như mình vô tri đây có nghĩa là ví dụ như nó tệ hơn heo, chó, bò, ngựa nữa. Bởi vì mấy con đó nó còn có trí nhớ, nó còn phân biệt được chuồng, củi, chủ tớ, không? Chứ còn những cái con vô tri như trùng, dế, sâu, bọ rồi đó, mấy con nó là được xem là động vật vô tri. Thì mình là đa phần khi mà đời sống của mình nó chỉ có ngủ, ăn ngủ, đấy, gì nam nữ, đấy, nóng lạnh, mát nực, đói no, buồn vui, đó. Khi mình đời sống mình chỉ quẩn quanh chừng đó, không có cái khác, thì là mình sẽ đi về cái cảnh giới mà nó chỉ cái chừng đó thôi, chỉ cái chừng đó thôi. Nó phải có cái gì mà nó vượt ngoài những cái là phạm vi đó đó, cái phạm vi mà đói no, giao phối, buồn vui, sướng khổ đó, thì nó mới là lên cảnh giới cao được. Còn nếu mà cái cảnh giới mình chỉ có đói no, nóng lạnh, nực nát, được cái trống mái nam nữ đó, thì đó là cảnh giới hoàn toàn là, đó là cái cảnh giới của cái loài thấp kém mà mình không có ngờ. Mình nghĩ mình mang thân người là mình ngon rồi,
mình đẹp, mình giàu, mình giỏi, mình có tiếng tăm, mình có uy tín, mình có chức vụ là mình ngon rồi. Nhưng mà mình quên một chuyện, đa phần những người mà có bằng cấp đại học, họ tự cho họ là trí thức, đúng, nhưng mà đa phần là cái bằng đại học chỉ là cái cần câu cơm thôi. Kể cả là bác sĩ, người ta nể mình lắm, nhưng mà nếu mình dèm suy lại, cái mục đích mình chỉ để kiếm tiền, nó y như nhà đạp xích lô, có điều mình hơn xích lô chỗ là mình có trình độ chuyên môn về khoa học, chỉ về thôi, về ngành y, ngành dược, quý vị. Chứ còn chúng ta, mục đích chúng ta đời sống này là gì? Là kiếm sống. Mục đích của đời sống này là kiếm sống, cái nó mới ghê chứ. Đi làm để sống, sống để đi làm để sống. Và trong cái hành trình đó, nó có thêm những cái nhu cầu như là ăn ngon, mặc đẹp, rồi cuối cùng nó lên tới ăn sung, mặc sướng. Hồi xưa chỉ cần ăn no, mặc ấm, rồi sau nó lên tới ăn ngon, mặc đẹp. Rồi nó nảy ra nó thêm những nhu cầu như là tình cảm nam nữ, rồi thưởng ngoạn nghệ thuật tùm lum. Nhưng mà chốt lại cũng chỉ là thưởng thức đời sống, chốt lại chỉ là trốn khổ tìm vui. Đấy, tất cả những cái mà mình gọi là trí thức, là trí tuệ đó, nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái thế giới của bàn sinh thôi. Tôi biết tôi nói vậy rất là nặng, nặng lắm, nhưng mà đó là sự thật nha. Sự thật chúng ta giống như là một cái bầy kiến mà nó bò rồi, cái kinh nói Ngã Chanh Cha nói, tôi nói nói mình giống như một cái bầy kiến mà bò lên cây xoài vậy đó. Có một con thì bò trên lá, có một con thì bò trên nhánh, có một con bò trên trái. Rồi trái nó có nhiều loại, trái non, có trái chín, rồi chín có nhiều loại chín mà còn nguyên chín bị chim ăn. Thì cái con kiến nào mà nó bò lên cái trái xoài mà được bị chim ăn thì coi như con kiến đó nó hên. Còn kiến nào mà xui thì nó bò tầm bậy tầm bạ chỗ này chỗ kia thì coi như cũng trái quất, mình chỉ là những con kiến. Thì con nào hên thì nó bò nhầm cái trái xoài nó bị chim ăn thì nó còn có cái để nó thưởng thức. Chỉ vậy thôi, thì dầu có hên xui may rủi gì thì cũng là bậy kiến trên cái cây xoài thôi. Ngài Chanh Cha nói như vậy đó. Thì ở đây Ngài Sa Phất, Ngài định nghĩa cái gì? Trí đây là gì? Trí đây có nghĩa là cái khả năng vượt thoát. Tôi nói rất là nhiều lần, thế giới này sướng khổ buồn vui, cao thấp siêu đọa phàm thánh, nó chỉ khác nhau ở chỗ là thấy hay là không thấy, sáng hay là tối, thấy hay là mù. Đây là lý do tại sao mà trong kinh Đức Phật Ngài gọi cái tầng thánh đầu tiên, cái tầng thánh thấp nhất bằng nhiều cái tên khác nhau, và trong đó có cái tên gọi là Dasana, có nghĩa là cái nhìn, cái người có được cái nhìn. Cho nên Dasana trong các cái bản dịch của tôi dịch là cái bậc sơ ngộ, mà có cái trí sơ ngộ. Mặc dù trí sơ ngộ hiểu theo nghĩa ngoài đời nghĩa là gặp nhau lần đầu, nhưng mà trí ngộ đây nó không phải là gặp nhau mà ngộ, đây nghĩa là giác ngộ, giác ngộ lần đầu. Lần đầu tiên khi mình chứng sơ quả đó, thì đó là lần đầu tiên mình hiểu được bốn sự thật. Sự thật thứ nhất, mọi thứ ở đời này đều là khổ, gián tiếp hay trực tiếp đều là khổ. Khổ có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là những cái khó chịu của thân, của tâm thì gọi là khổ cảm giác. Còn khổ bản chất là tất cả cái gì mà nó mang cái tính sinh diệt, những gì nó mang cái tính bất toàn, bất trắc, thì cái đó được gọi là khổ bản chất nha. Còn đa phần chúng sinh mình chỉ biết khổ là khổ cảm giác thôi. Cho nên ở trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật Ngài dạy khổ chia ra có ba, nhưng mà gom gọn như tôi nói là khổ cảm giác và khổ bản chất. Còn trong kinh Đức Phật Ngài là hai cái khổ này Ngài chia ra thành ba, đó là hoại khổ, xin lỗi, khổ khổ là những cái gì khó chịu của thân tâm gọi là khổ khổ. Thứ hai, thứ nhất là sự có mặt của những gì làm cho thân tâm khó chịu rồi đó gọi là khổ khổ. Thứ hai, sự vắng mặt của những gì làm cho mình dễ chịu nó cũng là khổ. Và cái thứ ba là hành khổ, có nghĩa là sự hiện hữu của tất cả những gì mà nó cần đến điều kiện để nó xuất hiện và tồn tại, thì bản thân cái sự lệ thuộc điều kiện ấy được gọi là khổ. Thì cái khổ này được gọi là khổ bản chất đấy. Gọi là khổ bản chất, gọi là kêu khổ nền á, khổ nền ấy. Ví dụ như nóng nực là một cái khổ, mà cái quạt máy, cái máy lạnh nó đang hoạt động mà nó bị nó ngừng lại, đó là cái khổ. Không, cái khổ khổ là cái nóng nực, mà cái quạt máy tự nhiên nó đang hoạt động ngon lành cái nó ngưng lại thì đó cũng là nó khổ, mà cái đó gọi là hoại khổ. Còn cái thứ ba là hành khổ, có nghĩa là sự có mặt ở xứ nóng là đã là khổ rồi, sự có mặt ở một nơi nào đó vào đúng ngay cái mùa hè, cái sự có mặt đó bản thân nó là cái khổ. Không, bản thân nó là cái khổ. Thì với một cái bậc thượng căn thượng trí, khi hiểu được
bằng cái khả năng nhận thức của mình, không thông qua chữ nghĩa, không thông qua những gì mình đọc mình nghe từ người khác, đúng không? Với cái sự hỗ trợ của ba la mật, với sự chín mùi rốt ráo của trí tuệ niệm xứ, thì vị đó thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, thấy bằng tất cả sự thấm thía chứ không phải là thấy một cái thấy vay mượn từ người khác, thấy rằng dầu xuống địa ngục cũng là khổ, về cõi phạm thiên cũng là khổ, mang thân của một cái người, mang thân một con ngạ quỷ cũng là khổ, mà mang một cái báo thân của một vị chánh đẳng giác cũng là khổ. Trong đêm là nhiều người có lẽ không chịu nổi cái câu này, mang thân, mang một cái hình hài mà 32 hảo tướng, không rồi có thành, có được nhất thiết trí, không có được trí tuệ của một vị Phật tổ cái gì cũng biết, thì đó là một cái quả vị ai cũng mơ hết, nhưng mà nó rốt ráo còn có mặt là còn khổ, còn có mặt là còn khổ. Cho nên trong kinh nói, những khi mà các bậc thánh la hán mà cần nghỉ ngơi một cách triệt để, không triệt để, thì các ngài là nhập thiền diệt. Vì đương nhiên đây phải là những vị từ tam quả tứ quả và phải đắc phi tưởng phi tưởng mới làm được cái chuyện này. Nghỉ ngơi triệt để có nghĩa là sao? Các ngài nhập vào cái tầng thiền phi tưởng phi tưởng là tầng thiền vô sắc cao nhất, rồi chú nguyện ra khỏi cái tầng thiền đó và chú nguyện kể từ hôm nay trở đi, trong 1 ngày 2 ngày 3 ngày 5 ngày 7 ngày tôi sẽ không có tâm thức, tôi sẽ trở thành thành một cái xác. Đấy, thì với cái chú nguyện đó trong suốt thời gian 5 ngày đúng là một cái xác, ngài không biết cái gì hết, đó là cách nghỉ ngơi triệt để. Còn mình đó thì mình lơ mơ, mình nghĩ trời ơi, làm Phật tổ có vô số chúng sanh cung kính cúng dường, chư thiên phạm thiên coi như sư phụ, rồi cơ thể thì có hảo tướng, rồi trí tuệ thì cái gì cũng biết, trời ơi, làm một vị như vậy có gì đâu khổ nổi. Ở một cái nhìn rốt ráo, còn phải hít thở, còn phải ăn uống, còn phải co duỗi, còn phải nóng lạnh đói, còn phải tê nhức buốt, thì lại còn khổ. Dầu đó là một vị phạm thiên, những cái phức tạp về sinh học không còn nữa, nhưng mà các vị thấy ra cái tẻ nhạt của sự hiện hữu có mặt để làm cái gì hả? Có mặt để làm cái gì? Bởi vì tưởng tượng tôi nói một từ một đã chắc cũng cả triệu lần rồi. Nếu bằng một cái nhìn rốt ráo nhất thì mình tự hỏi lòng mình đi, mình sống 1 tỷ năm để làm cái gì? Ăn uống buồn vui yêu đương hờn ghen tích lũy tài sản cứ như vậy trong suốt 1 tỷ năm, cứ hẹn gặp bạn bè thầy bạn chùa miếu cúng dường nghe pháp tụng kinh, đó là người đàng hoàng, còn không đó là đá gà săn bắn câu cá bài bạc chích hút nghiện ngập, rồi sao nữa, cứ như vậy nó kéo dài cái đến tới ban đêm ngủ ngủ sáng sáng thức dậy nó tiếp tục cái vòng xoáy đó nữa, kéo dài 1 tỷ năm thì cuộc đời mình ý nghĩa cái đó là sống càng lâu chỉ kéo dài sự vô nghĩa. Đó là người bất thiện. Còn người thiện thì sao? Thiện là gì? Thiện là sống với tâm lành thì gọi là người thiện, đúng không? Đấy. Để bây giờ suốt 100 năm, 1.000 năm, 1 triệu năm, 1 tỷ năm cứ sống bằng tâm lành, hoài cái tụng kinh nghe giảng rồi bố thí rồi phục vụ rồi cứ làm vậy hoài, vậy là cuối cùng cái chết sanh thiên cũng tiếp tục như vậy nữa, cũng mát mát thơm thơm vậy đó, thơm ngát và mát lạnh, cứ như vậy sống hoài để đi về đâu. Cho nên ở trong cái phim Twilight của Mỹ nó có một câu rất là hay, tôi nhắc hoài là nhân vật chính, có một nhân vật chính hỏi cái người yêu của mình: em à, nếu chúng ta không chết, chúng ta sống mãi mãi thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Đây là một câu nói mà tôi cho là vô cùng thâm thúy và rất là Phật giáo. Nếu chúng ta sống đời bất tử không chết thì chúng ta sẽ sống cho cái gì? Chính vì chỗ này cho nên tất cả những cái hiểu biết của chúng ta trong thế gian, cái hiểu biết về văn hóa, nghệ thuật, chính trị, tôn giáo, khoa học, nghệ thuật, tất cả những cái biết này chỉ đều là cái vô minh, nó mang cái vỏ bọc của cái tên gọi, của cái nhãn hiệu gọi là trí tuệ hay là tri thức. Chứ còn trong cái nhìn của một bậc đại thánh như ngài Sa Lợi Phất thì cái gọi là trí tuệ chỉ có một mà thôi, đó là cái khả năng nhận thức về bốn đế, cái nhận thức đầu tiên biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Cái nhận thức thứ hai hiểu rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ, ghét cái gì cũng là ghét trong khổ, mà thích cái gì cũng là thích trong khổ, buồn vui trong cái gì thì cũng là buồn vui trong cái khổ. Mà hiểu rốt ráo như vậy đó, không có loại trừ cái gì hết.
ngày chúng sanh chia ra ba hạng. Hạng thứ nhất là mù tịch thiện ác, thuần túy sống bằng cảm tính, chỉ có biết buồn vui sướng khổ, đói ăn khát uống, giao phối và tự vệ. Đấy, đó là hạng chúng sanh đầu tiên, thấp kém nhất. Hạng chúng sanh thứ hai khá hơn một chút, biết cái gì là thiện ác, biết cái gì nên làm và không nên làm, cái gì nên làm và nên tránh. Cái hạng này chỉ là bậc hai thôi, bậc trung thôi. Thiết tha trong thiện pháp để cầu quả lành. Còn cái hạng thứ ba là cao nhất, biết rõ cái ác đương nhiên phải tránh rồi, bây giờ không tránh là đọa, là hết chuyện để nói. Còn có qua cái việc lành á, thì là nỗ lực làm lành vì không thể làm ác. Thế là phải, tí bời sống mà không hành động sao được, sống thì chỉ có thiện và ác thôi nha. Thì họ họ sống thiện chỉ vì họ không có khả năng sống ác, chỉ vì nó biết rất rõ là ngày nào mà chưa có chứng thánh trí thì bất cứ quả lành nào cũng chỉ đưa ta đi sanh tử luân hồi ở một cái điều kiện tốt hơn, ngọt hơn, thơm hơn, bùi hơn tí thôi. Và hết cái giai đoạn đó rồi thì cũng trở về với cái cõi đắng, cõi khổ nha. Nhớ cái đó, vì để ý thức như vậy. Cho nên là ở chúng sanh hạ căn á, thì không có biết cái nhân lành, chỉ biết thiết tha hưởng cái quả lành. Cái hạng thứ hai đó, thích quả lành và thiết tha với nhân lành. Cái hạng thứ ba đó, sống với nhân lành nhưng lòng không thiết tha với quả lành, bởi vì còn có điều kiện để hưởng quả, nghĩa là anh còn sinh tử. Từ đó, từ đó trong kinh ghi rất rõ, trong kinh ghi, trong A Di Đà ghi rất rõ, chỉ có phàm phu thì mới có đủ 100% thiện ác, thánh hữu học chỉ có còn lại sót là một phần ác và một phần thiện. Đấy, còn phần thiện là gì? Có nghĩa là vị đó gặp chuyện lành đáng làm thì làm, nhưng mà một phần đấy có nghĩa là vị đó không còn cái thiết tha mà lăn trôi sinh tử để hưởng như trước đây nữa. Một phần thiện là sao? Có nghĩa là những cái ước muốn mà to tát trong cái cõi lành thì đó hạn chế rất là nhiều. Thí dụ, nói cho rõ. Còn phàm thì người ta còn mong chứng thành Phật quả, mong là kiếp sau trở thành đại trí tuệ, đại thần thông, đại thiên nhãn, lạp 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 lạp. Nhưng mà nói với một người đã chán sợ sinh tử rồi, tuy họ thấy Phật đạo là vô thượng, là thiên liêng, họ thấy cái ngôi vị đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thần thông là thiên liêng, họ cung kính, họ quỳ lại sát đất, tôn thờ ngưỡng mộ. Tuy nhiên họ không còn cái đủ cái hào hứng để mà theo đuổi cái hạnh nguyện lớn đó nữa. Bởi vì sao? Vì người đã hiểu bốn đế rồi, họ bắt đầu họ hoại. Thứ nhất, trên nguyên tắc cái chuyện nó không được, bởi vì cái thời gian tái sinh của họ không còn cho phép. Thứ hai, nói về mặt technique, về mặt kỹ thuật, cái người đã hiểu bốn đế rồi, họ không còn đủ cái thiết tha để mà làm ba cái chuyện mà luân hồi sinh tử độ sinh nữa. Độ làm gì? Độ làm gì? Một vị Phật ra đời đó, nhiều lắm đó, nhiều lắm đó, là chỉ độ được một nắm cát trên sa mạc sanh tử thôi. Một nắm cát, dầu cho độ được 1.000 tỷ chúng sanh đó, thì cũng chỉ là một nắm cát trên sa mạc thôi. Nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tại vì cái căn cơ của một vị Bồ Tát không thể nào mà chứng tinh văn được, vì nó phải hướng tới cái cao nhất. Thế là vị nó phải đi theo con đường đó, không còn có lựa chọn khác. Rồi cái vị kia có căn cơ chứng độc giác thì họ phải đi theo con đường độc giác. Chứ còn mà nói cho rốt ráo đó, thì thương thì độ cho vui. Nó đủ duyên mà mình không độ nó thì cái chuyện đó chư Phật không có làm. Chứ nói cho đúng là một vị Phật ra đời độ được bao nhiêu, chứ được một nắm cát trong sa mạc thôi nha. Nắm cát sa mạc thì vị Tu Đà Hoàn thấy rất rõ, đúng Thế Tôn nói riêng và chư Phật qua đời nói chung cực kỳ khải kính, vô cùng khải kính, đúng. Cái quả vị đó là thiên liêng không sao nói được, đúng. Nhưng mà cái gọi là cái hứng chí để mà đi theo con đường đó thì vị đó không còn nữa. Bởi vì thứ nhất hồi nãy tôi có nói về mặt kỹ thuật thì vị này không còn cái điều kiện để mà luân hồi lâu để mà đủ lâu, không còn luân hồi đủ lâu để mà hành Phật đạo. Thứ hai về mặt kỹ thuật thì vị này chán rồi, chán buồn hết, nản. Cho nên chúng sanh cấp 1 thì không biết thiện ác, chỉ biết quả, chỉ biết sợ quả xấu và mê cái quả lành. Chúng sanh bậc 2 biết tránh nhân ác,
thực hiện nhân lành nhưng mà còn mong cái quả tốt, quả vui. Chúng sanh bậc ba tiếp tục tránh ác, tiếp tục hành thiện nhưng lòng đã nguội lạnh rồi, nguội rồi, nguội ngắt, nên nguội ngắt rồi. Phải hiểu như vậy đó thì người đó tiếp tục hành thiện, tiếp tục lánh ác nhưng không có còn thiết tha cái chuyện hưởng nữa, làm thì cứ làm, không có mong hưởng. Đây là đặc điểm của một vị Bồ Tát, đặc điểm thiết tha với nhân lành nhưng không tha thiết với quả lành. Sinh ra đẹp, giàu, giỏi, bỏ hết đi tu. Tới lúc đi tu rồi, chứng thiền dễ dàng như trở bàn tay, nhưng không bị chìm sâu trong cái thiền lạc mà mình chứng. Ngày không có như người ngoại đạo mà vô trí, đắc được cái tầng nào là chết chí trong cái tầng Bồ Tát thì không. Bồ Tát giàu chứng cái tầng nào đi nữa thì vẫn biết rằng có cái cao hơn mà kiếp này tạm thời ta chưa vươn tới. Bồ Tát luôn luôn ý thức được rằng trên đời này những thứ mình có được đều không có cốt lõi, tất cả chỉ là những thân cây chuối, tháo ra từng bẻ thì không còn cái gì hết, hoặc như là một mái tóc, lấy rời ra từng cọng thì không có cái gì gọi là mái tóc nữa hết, suối tóc, mái tóc là không có. Vì Đức biết rõ rằng mọi hiện hữu trên đời này, dù buồn, vui, sướng, khổ, sinh nhục chỉ là một nắm cát, đủ duyên thì nắm cát nó được gom lại, duyên hết thì nắm cát nó được bị bung ra. Nhớ nha, nhớ nha. Vì nó biết rất rõ mọi thứ ở đời do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Cho nên Ngài Sa Lợi Phất, Ngài mới dạy, Ngài mới trả lời, đó là cái gọi là trí tuệ đó, đúng nghĩa đó là chỉ có một thôi, đó là hiểu được mọi thứ là khổ. Hiểu được thích cái gì cũng là thích trong khổ. Hiểu được rằng muốn hết khổ thì không có thích trong khổ nữa, bởi vì thích là đầu tư, investment. Và cái cuối cùng là ba cái nhận, người sống bằng ba cái nhận thức này chính là đang có mặt trên con đường được thoát khổ. Ba cái nhận thức đó là ba cái nhận thức vừa nói đó, là chính là con đường thoát khổ. Luôn luôn sống và hành động nói năng bằng cái nhận thức, bằng ba cái nhận thức đó, thì đây chính là đang tu tập con đường giải thoát. Cho nên Ngài Sa Lợi Phất, Ngài mới dạy rằng, Ngài mới trả lời trí tuệ đúng nghĩa chính là trí tuệ trong bốn đế. Và trí tuệ trong bốn đế có nhiều cấp độ, đó là văn, tư, tu. Văn ở đây có nghĩa là do mình nghe giảng, mình xem kênh mà mình biết được lan man, thì đó gọi là bốn đế hiểu và trí văn. Bốn đế hiểu và trí tư có nghĩa là mình học giáo lý cho nhiều vô, cho rộng, cho sâu vào, xong rồi mình ngồi mình nghiệm. Nhưng mà trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phần Lâm Pháp vẫn dạy rất rõ nè, chỉ biết tụng đọc thuộc lòng thì gọi là Sacca Japolo, chuyên gia tụng niệm này, chứ chưa phải là người sống pháp, sống đạo. Sống đạo đây là Bhamma Vihari, nghĩa là sống đạo, đúng không? Mà mình cứ thường xuyên tụng đọc thuộc lòng chỉ là Sacca Vihari, là chuyên gia tụng đọc. Còn chuyên gia ngồi nghiền ngẫm, díu mà nhăn mặt, bóp trán suy tư thì cái hạng này được gọi là Takka Paholo, chuyên gia tư duy, chuyên gia nghiền ngẫm. Rồi còn cái hạng nữa đó, cái Đức Phật Ngài dạy đó gọi là Dhamma Vihari, có nghĩa là sao? Có nghĩa là biết sống hết mình với cái mình hiểu, biết sống hết mình với những gì mình học, mình thuộc, mình nhớ, thì cái hạng này mới được gọi là Dhamma Vihari, là sống đạo, sống theo pháp nha. Còn hai hạng đầu này chỉ là tất cả bao lô, có nghĩa là chuyên gia tư duy, Sacca Japolo tức là chuyên gia tụng niệm, chỉ vậy thôi nhé. Thì cái trí tuệ về bốn đế cũng có ba cấp độ. Cấp một là trí văn, hiểu sơ sơ về bốn đế qua cái lời giảng của người khác. Cái thứ hai là bốn đế qua cái trí tư, có nghĩa là khả năng nghiền ngẫm, thấm tía, tiêu hóa đấy. Rồi các vị còn nhớ tôi hay thường hay nói cái quá trình ăn uống mình có ba giai đoạn. Giai đoạn một là giai đoạn ẩm thực, có nghĩa là uống hoặc ăn vào qua ngõ thực quản. Cái giai đoạn hai gọi là tiêu hóa, có nghĩa là cái giai đoạn mà nó bao tử giải quyết xong đưa xuống ruột non, ruột già, thì đó gọi là giai đoạn tiêu hóa. Nhưng mà nó còn giai đoạn thứ ba là giai đoạn tiêu dùng, có nghĩa là những cái chất mà mình ăn vào bây giờ nó được chia đều ra cho các cái bộ phận trong cơ thể, chỗ nào là B6, B1, B12, B40 và B41, chỗ nào là calcium, chỗ nào là magnesium, thì tất cả những cái đó zinc rồi đó, những cái đó nó được phân bố ra những cái chỗ cần.
thì cái đó được gọi là giai đoạn tiêu dùng. À, giai đoạn tiêu dùng là chính, nó được mình hiểu ngầm đó chính là trí trí tu, còn cái giai đoạn mà tiêu hóa chỉ là trí tư, còn cái ẩm thực á, nhai nhai nuốt đó là giai đoạn trí văn, nhớ nha. Và tôi xin nói lại rằng cho đến bao giờ mà các vị còn coi thường giáo lý tứ đế, cho đó là tiểu thừa, cho đó là sơ cơ, thì ngày đó là các vị còn xa Phật đạo, xa xa. Bởi vì cái tinh thần cao nhất của Phật pháp chính là nhận thức được rằng mọi hiện hữu là gánh nặng, mọi hiện hữu là nỗi khổ niềm đau, dầu trước mắt nó có được dán lên một cái nhãn hiệu như thế nào đó, hấp dẫn cuốn hút như thế nào đó, thì về rồi bản chất rốt ráo nó vẫn là khổ. Vì sao? Vì khổ có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Mà cái bậc mà thượng căn họ mới thấy được cái khổ bản chất, còn cái bậc hạ căn là chỉ thấy được cái khổ cảm giác thôi. Ví dụ như là họ thấy bị bệnh, là già chết rồi, bị sa đọa, bị nấu trong chảo dầu địa ngục, làm heo làm chó người ta đem ra là giết, thì tất cả cái đó chỉ là khổ cảm giác thôi. Còn cái khổ bản chất cái mi ghê, khổ bản chất nghĩa là cái sự có mặt trong cuộc đời này, sự có mặt ở đâu đó. Để tại sao cái sự có mặt đó được gọi là khổ? Vì có mặt ở đâu đó để mà chuẩn bị sẵn sàng nhào xuống cái chỗ xấu nhất, dơ nhất, tăm tối nhất, thấp kém nhất. Nhớ nhớ không, phàm phu luôn luôn trong tình trạng như vậy, luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng nhào cái đầu xuống, cắm cái đầu xuống cái chỗ nào dơ dáy bẩn thỉu, tăm tối nhất, thấp kém nhất, tất cả phàm phu phải khẳng định như vậy. Và đã cả triệu lần tôi nói, hôm nay chúng ta có giàu, có đẹp, có tiếng tăm, có thông minh cách mấy đi nữa, có quyền lực, có chức vụ ghê gớm cái nào đi nữa, thì trong mỗi chúng sinh phàm phu đều còn nguyên vẹn cái khả năng ăn phân và khả năng uống máu tươi để sống. Vì sao vậy? Vì chúng ta luôn luôn sống bằng cái vô minh trong tứ đế, chúng ta không chịu thấy một cách rốt ráo rằng mọi hiện hữu là khổ, cho nên chúng ta sống theo cảm tính là trốn khổ tìm vui. Và có nhiều cách trốn khổ tìm vui, nhưng mà đa phần là cái cách trốn khổ tìm vui đa phần là toàn làm chuyện bậy không mà. Ừ. Kể cả cái chuyện mà mình mở cửa tiệm là mình buôn bán rất là lương thiện, thì trong cái quan điểm xã hội, trong cái quan điểm pháp luật, từ cái góc nhìn của tòa án, của luật sư, thì mình rất là lành, đúng không? À, tôi mở cửa tiệm bằng mồ hôi nước mắt, không? À, tôi bán buôn đưa gia đình tôi chuyển quá tốt. Nhưng mà trong cái nhìn rốt ráo đó, thì hãy còn có cái lòng muốn, là đó là bất thiện rồi. Muốn có tiền, muốn mai này tuổi già có chỗ yên thân, cái muốn nó đã là bất thiện rồi. Đấy. Mà cái người không học Atiram, không tu tuệ quán, thì nghe mấy chỗ này rất là khó chịu, vô cùng khó chịu. Nó trổ tôi nhiều khó chịu. Ngày xưa tôi đi câu cá sát sanh nghiện ngập chích thuốc nhảy đầm đánh bạc thì ác là đúng rồi, còn bây giờ tôi ngồi yên ngày tụng kinh 2 buổi còn dám nói tôi bất thiện, đúng, vẫn tiếp tục bất thiện. Bởi vì chỉ là thiện khi nào mà anh sống trong chánh niệm, trong trí tuệ, trong từ tâm, trong tham nhẫn và trong thiền định, thì khi đó mới gọi là thiện. Còn đằng này cái áo blue của bác sĩ nó không đủ để che cái phàm phu của anh đâu. Đâu, cái áo thầy chùa của anh, cái đầu trọc của anh nó không có đủ để che con người bê bối bại hoại của anh đâu nha. Cho nên ấy, hiểu được như vậy mới thấy ngán, thấy rằng mọi hiện hữu là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, và muốn hết khổ thì đừng có thích trong khổ nữa. Ba cái nhận thức này chính là con đường thoát khổ. Thì với cái trí tuệ đó, với cái nhận thức đó, với hiểu biết đó, ngài Sa La Phất ngài gọi đây mới đúng là trí tuệ nè. Cái này mới giúp mình vượt ra ngoài. Như là nhiều lần tôi nói, sống ở đời này cần phải có con mắt, bởi vì đời nó sẽ là bóng đêm nếu chúng ta không có con mắt. Đời sẽ là bóng tối, đời sẽ là rừng khuya khi chúng ta không có con mắt. Mà con mắt ở đây là gì? Là 4 khả năng: ở dưới nhìn lên, ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên để mà học hỏi, ở trên nhìn xuống để mà bao dung, ở trong nhìn ra để chia sẻ, ở ngoài nhìn vào để khách quan, để cảm thông nha. Nhớ cái này phải có 4 cái nhìn này thì mới gọi là huệ nhãn huệ căn. Còn nếu mà không có được 4 cái nhìn này thì coi như mình bị mù. À, dầu mình có giỏi bằng trời đi nữa, nhưng mà nếu mà mình chẳng hạn như là mình cứ nghĩ cái chỗ ngồi của mình đang là bác sĩ, mình đang là người có tiền, là mình số 1, như vậy là mình không có khả năng nhìn xuống và cũng không có khả năng nhìn lên. Không có khả năng nhìn lên là sao? Mình giàu thiệt nhưng có đứa nó giàu hơn mình, rồi sao nữa, nó giàu hơn mình mà nó vẫn già, nó vẫn chết và nó vẫn đọa.
Đấy, đó là không có khả năng nhìn lên, rồi không có khả năng nhìn xuống là sao? Đó, mình phải nhìn xuống ở dưới chân mình nó có bao nhiêu cảnh giới, mà những chuẩn bị của mình bây giờ nè là những chuẩn bị để đi lên hay đi xuống. Nhìn xuống dưới thì biết, nhìn xuống dưới thì biết, không, nhìn xuống dưới thì biết, nhìn xuống dưới đi coi, coi những chuyện, coi những cái chuẩn bị của mình, cái đời sống của mình, cái cách nghĩ của mình, cách nói của mình, hành động của mình bây giờ nè là đang chuẩn bị để đi lên hay đi xuống. Tự hỏi lòng mình và tự trả lời. Vì sao? Vì tôi đã nói rất là nhiều lần, mỗi giây phút trôi qua, dầu muốn hay không muốn, dầu biết hay không biết, chúng ta luôn kín đáo có mặt trên con đường dẫn về đâu đó. Dầu muốn dầu không, dầu biết hay không, thì trong từng phút trôi qua chúng ta đang âm thầm xây dựng một chốn về trong tương lai của mình. Và đương nhiên là chốn về ấy thường là máu lệ nhiều hơn là sung sướng, hoa hồng, cỏ xanh, mây trắng, nắng vàng rất hiếm. Tất cả đời sống bất thiện của mình nó chỉ chuẩn bị cho chuồng lợn, cho chuồng củi, lồng chậu, cống rãnh, ao hồ, dơ bẩn, ao tù nước động. Chứ những chuẩn bị của mình, chuẩn bị của mình là mình khoái sống, mình khoái hưởng quả lành, nhưng mà hiếm ai mà vui với nhân lành lắm. Tin tôi đi, tin tôi đi, kể cả Phật tử miệng nói thờ Phật, nhưng mà 99,9% chỉ thích hưởng quả lành, chứ hiếm có người tạo nhân lành. Trong khi các bậc thượng căn họ vui cực kỳ khi họ sống thiện, khi họ tạo nhân lành, nhưng mà có quả lành họ lại coi nó như rác, như rác. Quả lành là gì? Giàu, đẹp, nổi tiếng, không, họ coi như rác. Bồ Tát cứ sanh ra mà thấy cái mùi tâm tâm là bỏ đi, thấy tâm tâm là bỏ đi. Nhưng mà hễ mà chưa bỏ đi đó thì ngài cực kỳ thích giữ giới, cực kỳ thích tu thiền, cực kỳ thích bố thí, cực kỳ thích phục vụ, cực kỳ thích kham nhẫn, cực kỳ thích tự tâm. À, nó mới ghê chứ. Nhưng mà khi mà sanh ra trong một điều kiện thấp rồi thì ngài lại chê cả, bỏ hết đi tu. Rồi cái này bậc thượng căn là như vậy đó. À, bậc hạ căn thì chỉ biết lưu tâm tới cái quả, trốn quả xấu, tìm quả lành. Bậc trung căn thì cũng trốn quả xấu, tìm quả lành, nhưng bằng cách là nỗ lực sống thiện. À, mà sống thiện để chi? Để trốn khổ tìm vui. Bậc thượng căn á, họ sống thiện và cũng lánh ác, nhưng mà vì hai lý do. Một, họ sống thiện lánh ác, họ sống thiện là bởi vì họ không thể lánh, không thể nào sống ác được, mà họ kẹt qua họ sống thiện. Còn sống là còn phải hoạt động thì phải chọn một trong hai. Lý do thứ hai của người sống thiện đó là họ sống thiện để hướng tới mục đích không còn thiện ác buồn vui nữa. Còn mình sống thiện để cầu quả lành, còn người ta sống thiện để không còn thiện nữa, không còn ác nữa. Các vị nghe kịp không? Hiểu như vậy đó thì chúng ta mới thấm vì đâu mà ngài Xá Lợi Phất ngài dạy ra cái được gọi là trí tuệ đúng nghĩa, rốt ráo và triệt để. Chỉ có trí tuệ trong bốn đế, chính cái trí này nè, nó cho ta một lần đi không quay lưng, một lần đi không quay mặt, một lần đi không trở về, như là kinh Kha Sang Tần đã qua khỏi bờ sông dịch thì không có quay lui. Đó mới đúng là kinh Kha trong cái giáo pháp này. Này, còn đa phần chúng ta chân đi mà lòng cứ ở lại, chúng ta không bao giờ đi tu hành mà đi vé một chiều, chúng ta luôn luôn đi vé hai chiều. Nên nhớ cái chỗ đó. À, nên nhớ chúng ta là người đi vé hai chiều, đi vé mà round trip. Mà trong khi cái đề nghị Đức Phật là con hãy đi quanh quê, mua vé đi đừng mua vé về, mua vé đi không mua vé về, cứ đi thẳng về phía trước. Giáo pháp thì Phật Thích Ca gần hết rồi, đã qua hơn một nửa tuổi thọ, thì chúng ta trước mắt có hai cơ hội. Một là nguyện chứng thánh vào lúc Xá Lợi gom lại ở Bồ Đề Đạo Tràng, khi tuổi thọ giáo pháp là tròn 5.000 năm. Cơ hội thứ hai là Đức Phật Di Lặc. Đó là cơ hội vàng để nguyện, không? Mà nếu mà trễ cơ hội đó rồi thì chúng ta phải chờ rất là lâu. Chư Phật thì nhiều lắm, chư Phật thì rất là nhiều, hết vị này tới vị khác, vô số. Nhưng mà theo kinh nói thì khi mà cái Thái Dương Hạn này nó hủy rồi, nó phải trải qua một gian rất là lâu, nó trải qua tới một A Tăng Kỳ, tức là 10 lý thừa 140, thì mới có một số vị khác ra đời để mà độ sinh. Thì cái đó nó lâu lắm, một quãng, có quãng đời, quãng đường nó ngắn lắm, không? Cho nên là có hai cơ hội, có ba cơ hội. Cơ hội một là chứng thánh trong thời gian giáo pháp vẫn còn đó, chứng thánh khi mà tu tập niệm xứ ngay trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cơ hội hai là lúc mà Xá Lợi gom lại 5.000 năm thuyết pháp cho chư thiên. Cơ hội ba đó là khi Đức Phật Di Lặc ra đời. Còn ngoài ra thì chúng ta gọi là khó lắm, bởi vì trong kinh đó nếu không được
người hướng dẫn pháp môn tứ niệm xứ. Nếu không được ai đó hướng dẫn mà tự mình nghĩ ra đó, thì đương sự phải mất 2 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Dễ sợ pháp môn tứ niệm xứ. Nếu không được người hướng dẫn hơn thì á, phải mất tự mình tìm á, thì mình phải mất 2 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để chứng quả độc giác. Còn cái khả năng mà đem dạy cái đó cho người khác á, thì phải mất ít nhất là 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp để thành một vị đệ nhất, thành một vị Phật tổ mà với cái biệt hạnh trí tuệ, 8 A Tăng Kỳ để thành một vị Phật tổ biệt hạnh đức tin, và 16 A Tăng Kỳ để cho một vị Phật tổ biệt hạnh về tinh tấn. Ghê đó. Cho nên với những gì tôi nói nãy giờ ít nhiều những vị cũng hiểu vì đâu mà ngài sẽ làm Phật ngày dài. Trí tuệ rốt ráo phải là trí tuệ về bốn đế. Cái người mà hiểu biết về bốn đế dầu chỉ trên lý thuyết, dầu chỉ trên lý thuyết thì chỉ cần đủ sâu và đủ rộng cho một phàm phu thì mình sống nó tốt hơn, nó an lạc và nó an toàn hơn. An lạc nghĩa là nó bớt khổ, bớt stress, bớt depress, mà an toàn nghĩa là lỡ mình có lăn đùng mình chết thì mình cũng có cái đường đi đường về chỗ đàng hoàng đại khái như vậy. Thì chỉ riêng cái câu vấn đáp đầu tiên của ngài Ma Có Chí Cá là thưa tôn giả Sa Lợi Phất, thế nào được gọi là trí tuệ? Thì ngài giải thích như vậy đó. Ngài nói là thấy được bốn đế đó chính là trí tuệ đúng nghĩa, trí tuệ rốt ráo và trí tuệ triệt để. Hay quá ta. Ok, bữa nay tôi có tí việc. Mở mắt ra nghe chóc. Nó sớm 10 phút. Hôm nay tôi có tí việc. Cho nên xin hẹn với bà con kỳ sau tôi bù 10 phút. Bù một cái hàng cũng đã nói nhau đã vô lượng kiếp rồi, nói nữa nó đắt là đã đắt lâu rồi mà nó u mê, nó u tiếp tục nó u nữa cũng bình thường, không có gì lạ hết. Chúc các vị một ngày vui. Thiên sư. Cảm ơn sư. Nhân và anh Kiên cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Xin cảm ơn quý vị tối thứ hai tuần sau không? Xin chào mọi người. Cảm ơn vui.